Ừ hả? Nghe nói coi mày nổ rất tốt cho sức khỏe. Mày mọi người cùng coi mày nổ nha. Mình sẽ hướng dẫn mọi người coi mấy nổ nha. Thứ nhất chúng ta sẽ cầm tay quay. Chúng ta sẽ tìm cái lỗ đó, chúng ta nhấn vô. Chúng ta cầm cái e và chúng ta bấm. Và chúng ta cái tay bên phải chúng ta quay. Wow, chúng ta quay 10 vòng nha. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10.